Rồi tàu mình phát chạy đến tàu thu mua bán mực mọi người. Hôm qua được chừng vài tạ ấy. Rồi là ngày thứ 6 rồi. Tàu mình thì vừa mới đánh lưới xong rồi. Cũng vừa mới đánh lưới xong mọi người. Đánh lưới từ lúc 4 giờ sáng. Hôm qua thì tao bọn mình đánh được chừng hơn vài tạ. Thực tế lát thứ lắm là lát thứ 4 mọi người bán được 40 mấy triệu. Thực hiện tại 190.000 đồng một ký rồi. Mực tàu mình đánh khá là tội mọi người. Đây, mực đánh tội. Mực đời lai mà mình đánh tội chết người luôn mày. Chạy người chúng ta bắt rồi mà mậu. Đi đã. Mấy mà ơi. Lắc lấy lắc xuống cần nó nhảy lên nhảy xuống mọi người. Cái dây này bậc bảy đang bắt mực mọi người. Mực có xịt đèn không nhìn thấy gì cả. Đây mực bên tao thu mua lúa nha mọi người. Ghe là không có chỗ để rồi anh ơi. Thấy mực sống á. Tao mình bán luôn cả mực chay, hôm qua có mấy con mực chay nữa. À hai cái là mày đây. Rồi. Cái này.
việc mua hàng của anh ấy bao nhiêu năm, bao nhiêu năm nay rồi, yên mới sao ấy lặt ra rồi. Bây giờ chúng em mua vào, chúng em ướp nó vào, nó bị nó lây cả, nó thay mực. Đây là có lấy được cái vỏ đó. Anh em nói một lần hai lần nói. Em đã chỗ phân biệt rồi. Kẻ ông có lưới. Anh cho con kẻ ông có lưới bán mua, ông có lưới mua. Kẻ từ nước trước đến nước này vẫn còn để. Kẻ đó ngay cái lưng bắn không có lưng bắn đây. Kẻ xuống phải để nước cái này. Đây tôi qua đây đặt kẻ này để làm sao. Nói mà mình bán cả rẻ. Lấy đồ hộp luôn đó. Anh cứ đổ hết vào làm sao? Kè của La không khóa. Đây là nó tổng lại à, chủ phường đâu rồi, tính tiền không? Hello nha. Đây lắm buổi, đây là chúng ta lắm buổi thôi. Được nhiều không chú? Quay lại để anh tiền cái. 44 triệu. 44 triệu. Thì vậy là hôm qua tao mình đánh được 44 triệu rồi. Bán được tiền mực sống. Ba trước. Như vậy tổng lắm lắm bọn mình bán cho thu mua được 8 triệu mọi người, gần 8 triệu. Hay mực phơi tên lâu rồi mọi người. Khá đang có phơi mực rồi. Cũng có mấy con mực tở của lưới kéo được đấy mọi người. Bảy cỡ to rồi. Cỡ to đóng. Mấy ngày trước bị mưa ấy, lấy nhà phơi mực có đỡ mọi người. Không được tắng đâu ấy. Thank you.
Bây giờ bọn mình sẽ ngả mâm cơm, ăn cơm buổi sáng mọi người ạ. Cơm tầm 10 giờ kéo. Rồi lỡ ván cái anh cũng là gây mà. Rồi anh kia đó. Sáu bữa ấy đào diện nó như ai. Không phải lâu được ạ. À, phải lâu được. Đây. Ở đây có món cá lạc rán mọi người. Cá rán. Lôi lại là thịt kho tàu với trứng. Chuẩn bị lên lưới không? Bắt đầu lên lưới rồi. Hôm một con một cục nhỏ mọi người. Hôm một con một nhỏ. Ôi một con cóc. Toàn là mực nhảy thôi. Còn chưa thấy con mực tới mô, được một con ghẹ. Chưa thấy con mực tới mô.
trời. Con mực chân dẫm làng. Lá bữa ai tao mình được chừng 40 khải luôn. Bữa ai được có lửa khải tôm mà người. Bữa ai tao mình được con cá mú rồi. Con này chừng 5-6 kg rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại quay trở lại với kênh của mình. Ngày chạy tê của tao mình mọi người. Hôm nay được chừng vài tả không? Gần vài tả mực ấy. Vài tả. Mình ngày chạy về có bốc lưới rách mọi người. Bốc lửa vàng chừng gần 28 tấm lưới rách về cho chị em phụ nữ làm. Thấy có một con cá đỏ. Bây giờ cá lạ luôn. Tao mình nhờ chuyến này đi có 15 người thôi mọi người. Còn chừng 8-7 tấm nữa là kéo xong lưới rồi. Đây là một số cá mà mình đánh được. Mực nhỏ mọi người ạ. Rồi có cả cá cơ rồi mọi người. Cá lượng cơ. Đây là tố. Một số cá đu mọi người. Chú Sơn. Ok. Mực mà xịt đến rồi. Hết mặt rồi. Cả ngày chưa được ăn cơm mọi người. Kéo từ lúc mấy giờ rồi? Kéo từ lúc 12 giờ. 12 giờ từ mọi người. Và bây giờ mấy giờ? Bây giờ là 9 giờ mọi người. 9 giờ đến gần 10 giờ. Rồi.
này không thấy mực đóng mọi người. Còn đầu tiên mực chưa đánh. Bao nhiêu lời khống quá. Ôm mực à. Chứ mới được khỏi nữa mà. Mình đây ơi, mình mới đây. Không phải. Cùng quan, cháu xé rồi. Ờ, được còn kẻ được. Để dây cho xé lưới mọi người. Ồ, đặc vắng thôi mọi người. Lưới mực mà đây luôn. Vắng này chừng là ta rưỡi mọi người. Còn vắng mình kia cũng đây rồi. Và mình đẩy lại cho mọi người. Đây có cả dứa với sạp. Chuẩn bị hết lưới rồi. Mực nhỏ rồi. Ồ, có được mấy con mực nhảy rồi. Cái tổng này. À, được một con nữa lại mọi người. Để đây cho em bật bẫy. Cũng rồi mọi người. Để tay chờ xé. Còn lưới mới thì mình thử lại lành.